Nếu mà các bác mà muốn vượng được ấy thì bác, một là bác mở cái cổng ở chỗ này, còn nếu không bác để cổng bên kia, bác nên để rộng ra một tí. Xem một hướng. Cháu là thầy phong thủy Đấy, một là cổng chỗ này và không như là cổng mở chỗ to kia. ra, vì cái khu đất nhà mình này nó rộng mà cái lối vào khí nó lại bị hẹp quá, thì nó không 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 đủ để cho nó đắt, mà nó giống như cái Nhưng mà việc hôm mà nay mình thì lại nó là xây nó khuôn lại viên bị là đẹp lắm. quay vào á. Nhưng mà là khuôn viên mình Ơi, thì chú ơi, tôi chẳng sau này chú, thế bây giờ chú bảo mở cổng chỗ này thì đây người ta có hai ngôi không táng người ta nằm đây rồi thì cái chỗ này á, cái ngôi này nó đang táng rồi, nhưng chỗ này nó cái gốc cây, thì bản thân cái gốc cây ở chỗ này ấy, thì chắc chắn chỗ này nó sẽ không có mộ, mà nếu là gốc cây thì đả cả đoạn này vào nó sẽ không có mộ, mà để bên này nó mình sẽ làm bị, cổng chỗ này chứ gì? thì mình chỗ cái cổng nhỏ bên này đến đây thôi, chứ còn hai cái mộ này cứ để nguyên mình động vào làm gì đâu. Thì chỗ này gốc cây xuống đây thì nó chắc chắn dưới này nó không có mộ, mà cái lối này nếu như đi vào là gần như là không có lối, Không có mà lối vào. không có lối Đây vào, đây. mà nếu như đi đường này thì còn có cái lối vào. Gia đình cân đội Đây xin đây cảm rồi. ơn. Cảm ơn các bác nhá. Vâng. Dạ.